Chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Dâu. Hôm nay Dâu sẽ làm một món gọi là món chè bí đỏ hạt sen đậu hũ non. Món này cực kỳ tốt cho sức khỏe nha mọi người. Nguyên liệu của chúng ta sẽ gồm có Bí đỏ này thì mọi người cũng đã biết rồi. Bí đỏ rất là tốt cho xương và mắt, giúp giảm cân và tốt cho tim mạch, nhất là trí não nha mọi người. Nguyên liệu thứ hai đó chính là hạt sen. Hạt sen thì mọi người biết là nó đã chữa mất ngủ nè, làm đẹp da và chữa cho mấy người bị thiếu máu nha mọi người. Nguyên liệu thứ ba đó chính là nấm mèo. Nấm mèo thì mình sắc sợi như thế này nha. Nguyên liệu thứ tư đó chính là đậu hũ non. Đậu hũ non thì mọi người mua trong siêu thị nha mọi người. Nguyên liệu thứ năm đó chính là đường phèn. Mình sử dụng đường phèn chứ không sử dụng đường cát hay là đường gì hết nha. Tại vì đường phèn thì nó sẽ tốt, với lại vị nó sẽ thâm hơn. Thứ sáu là nước cốt dừa nha mọi người. Cái này mình sẽ nấu và mình để ở phía sau cùng. Thứ bảy là đậu phộng và vani, với lại một ít bột năng nha mọi người. Chúng ta sẽ bắt đầu nha. Trước tiên là chúng ta sẽ cắt bí đỏ. Mọi người cắt sao mà vừa miệng nha mọi người. Mọi người cắt cỡ này thôi, đừng có quá to, quá to quá thì nó sẽ lâu chín. Bí đỏ sau khi cắt xong thì mình sẽ được một tô như thế này nha mọi người. Mọi người nhớ là cắt cái hạt nó vừa ăn như thế này thôi, không cần to quá, như vậy là vừa đủ rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ cắt đậu hũ non nha mọi người. Đậu hũ non mọi người cũng sẽ cắt vừa giống như cái hạt bí đỏ hồi nãy nha. Tại vì đậu hũ non á, nó hơi bị mong manh cho nên khi mà mọi người cắt á, mọi người nhớ cẩn thận, nhẹ nhàng thôi. Để nó bị bể cái đậu hũ thì nó sẽ không ngon nữa, nên bị mất thẩm mỹ á mọi người. Nguyên liệu đã sơ chế xong như thế này rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu nấu chè nha mọi người. Chúng ta sẽ bắt đầu bắt nồi nước lên. Nước này là nước bình thường thôi nha mọi người. Chúng ta sẽ cho một tí muối vào để nó dằn cái vị ngọt lại, cho nó cái vị nó vừa ăn nha. Mọi người cũng biết á, là những cái người mà làm bartender á, khi mà họ pha nước chanh cũng vậy. Dù pha ngon cỡ nào thì bỏ đường họ cũng sẽ bỏ một xíu muối. Tại vì cái vị muối nó sẽ dằn lại cái vị ngọt đó, thì cái vị nước nó sẽ rất là vừa uống. Thì cái nấu chè cũng vậy nha mọi người. Nước sau khi đã sôi như thế này thì mình bắt đầu sẽ bỏ bí đỏ với hạt sen vào luôn nha mọi người. Tại vì hai cái hạt này là nó lâu chín nhất cho nên mình phải bỏ vào trước. Mình để cái nồi này khoảng 30 phút nha mọi người. Sau 30 phút như thế này thì mọi người cũng có thể thấy là cái bí nó đã ngả màu rồi nha mọi người. Nó không còn vàng tươi như lúc ban đầu nữa, có nghĩa là nó đã chín rồi nha. Thì bây giờ tiếp theo mình sẽ bỏ đậu hũ non vào nha mọi người. Khi mà bỏ đậu hũ non vào thì mọi người nhớ khuấy đều nhẹ nhàng thôi nha, đừng có làm quá thì đậu hũ nó bị bể á. Tiếp theo thì chúng ta sẽ bỏ nấm mèo vô luôn nha mọi người. Chúng ta sẽ bắt đầu nêm đường nha mọi người. Mọi người nhớ bỏ vừa ăn nha, tùy khẩu vị mọi người. Có người thì muốn ăn ngọt, có người thì muốn ăn nhạt. Thì mọi người canh đường sao mà mình vừa ăn là được. Mình thì mình bỏ khoảng 3-4 cục thôi nha. Tiếp theo thì mình sẽ bỏ vani vào cho nó thơm nha. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu nấu nước dừa để trang trí ăn chung với chè cho nó ngon nha. Mình sẽ bắt một cái nồi và chế nước cốt dừa vô nha mọi người. Nước cốt dừa này là nước cốt dừa nguyên chất không pha nha mọi người. Mình chỉ cần bỏ thêm một ít đường, chính xác là một muỗng đường nha mọi người, với lại một ít muối.
để nó dằn cái vị ngọt lại. Nước dừa sau khi đã chín như thế này thì chúng ta sẽ bỏ bột năng vô cho nó sánh cái nước dừa lại nha mọi người. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành rồi đó. Chúng ta sẽ bắt đầu múc chè ra và trang trí nha mọi người. Mình sẽ trang trí nước cốt dừa nha. Đậu phộng thì mọi người giã nhuyễn rồi bỏ lên luôn nha. Ta-da, đây chính là món chè bí đỏ hạt sen đậu hũ non của mình đây. Mọi người có thấy ngon không nè? Món này á, nhìn như món Trung Quốc á mọi người. Kiểu như nó vừa có bí đỏ mà là món nấu ăn mà nó lại có thể nấu chè được á. Món này thì mẹ mình nấu hồi xưa rất là nhiều lần rồi. Hôm nay thì mẹ mình mới nấu lại để mình cho mình quay clip. Thì món này mọi người có thể ăn nóng hoặc là ăn nguội đều được hết nha. Chúc mọi người thành công với món mà mẹ Dâu hướng dẫn nha. Cảm ơn mọi người xem kênh YouTube của Dâu. Nếu mọi người thấy thích thì nhớ like, share, subscribe, ủng hộ kênh YouTube cho Dâu nha. Bye bye mọi người, hẹn gặp mọi người vào món tiếp theo nhé.